Minh Trúc hân hạnh được đồng hành cùng quý vị khán giả trên kênh YouTube Tank Media Job Network, kênh thông tin tuyển dụng với hàng ngàn cơ hội việc làm hấp dẫn được thực hiện bởi công ty truyền thông Tank Media. Và trong chương trình ngày hôm nay, có rất nhiều điều tuyệt vời đang chờ đợi quý vị tại Tank Media Job Network. Hãy cùng Minh Trúc khám phá nhé! Quý vị thân mến, nhiều người yêu thích nghề Nails vì cho rằng đây là một công việc khá thú vị. Không chỉ được làm việc trong môi trường vui vẻ, hòa đồng, nghề Nails còn phát huy khả năng sáng tạo của mỗi chúng ta nữa đấy. Nếu như quý vị mong muốn tìm kiếm cơ hội để được trải nghiệm với nghề Nails thì đừng bỏ qua thông tin tuyển dụng ngay sau đây. Shop Nail tại vùng Benrich vừa đăng thông báo tuyển nhân viên với nhiều vị trí như sau. Cần thợ nối mi, eyelash extension, thợ bột có kinh nghiệm, thợ SNS, infill và thợ tay chân nước. Đây là cơ hội quý báu dành cho những ai yêu thích nghề Nails và chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, bởi vì chủ shop sẵn lòng nhận thợ mới và đào tạo nghề trong quá trình làm việc. Và chắc hẳn rằng, ứng viên nào đã có kinh nghiệm sẽ được ưu tiên và lợi thế hơn, vì mức lương sẽ được chủ shop tính theo năng lực. Chỉ cần quý vị có trách nhiệm, chịu khó và ham học hỏi nhất định sẽ được nhận thu nhập xứng đáng. Tuyệt vời quá phải không nào? Vậy thì đừng ngần ngại đăng ký ứng tuyển nhé. Hãy nhanh tay liên hệ ngay đến số điện thoại 0410 850 909 để thỏa thuận mức lương phù hợp và nhận việc ngay lập tức. Khép lại những thông tin tuyển dụng hấp dẫn mà Minh Trúc vừa cập nhật hôm nay, hy vọng rằng quý vị sẽ tìm thấy được cơ hội hữu ích với mức lương hậu hĩnh để xây dựng cuộc sống ngày một tốt hơn trong tương lai. Quý vị ơi, đừng quên like, share, subscribe và nhấn biểu tượng chuông để kịp thời theo dõi các kỳ phát sóng tiếp theo nhé. Nếu như quý vị cần đăng tin tuyển dụng, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0488 884 440 hoặc số điện thoại 02 9721 1521, hoặc có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ info@tankmedia.tv. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.